đợi nó thanh không hay đợi nó chưa lớn thôi. Chẳng không gặp em, đời anh đã khác nhiều rồi. Chẳng không gặp anh, trời đâu phải vào bếp. Tranh chỉ là những gì vào bếp là một hạnh phúc. Con đem gửi hải ban ngày cho em thì ăn gì? Không, đợi ngon không? Anh là ông kìa. Phải gọi là bác chứ, đúng không? Ừ, phải gọi là bác Thành chứ đúng không? Chào các bác đi. Chào các bác. Hello chào mọi người. Kính chúc mọi người một ngày cuối tuần thứ bảy bên gia đình hạnh phúc, nhiều niềm vui trong cuộc sống mọi người nhá. Hôm nay có cái dịp đó là gia đình nhà Hiếu Vật Vờ chở bà ngoại cùng với chị Hạnh đi xuống Đồng Xoài chơi, thăm một chị con nhà bác ở đó mà bà chưa bao giờ được xuống đó. Và đây cũng là lần đầu tiên bà đi xa bằng xe hơi, các bạn ạ. Tại vì bà bị say xe, bà giáo viên về hưu nhưng mà bà say xe nên cũng chẳng bao giờ đi xe hơi được, cũng không đi được xe máy, bà chỉ đi xe đạp điện. Nên lần này là mình làm cái video này quay lại cho các bạn xem là trên cái hành trình đi du lịch từ Đắk Lắk xuống đến Đồng Xoài là độ khoảng hơn 200 cây thôi. Có cái gì điều gì vui hay mình quay lại cho các bạn xem nhá. Và mời các bạn đi ngắm cảnh con đường Tây Nguyên của mình, là một trong những con đường rất là đẹp luôn. Đẹp lắm các bạn ạ. Mời các bạn đi ngắm cảnh nha. Hôm nay cái gia đình nhà mình cùng với lại gia đình nhà anh Thành, thì gia đình nhà anh Thành đang chạy xuống đi hai xe, một xe 5 chỗ, một xe 7 chỗ của mình, thì đi xuống đó đi chơi đi thăm thôi, đi du lịch 2-3 ngày. Quãng đường đi thì cũng khoảng hơn 200 cây số thôi các bạn ạ. Nhưng mình muốn làm cái video này để quay lại cái cảnh gia đình nhà mình đi chơi nhộn nhịp. Em ơi, em thắt lại cho con cái dây giày. Chắc là mình ra ngoài kia rồi mình chờ anh Thành mẹ nhỉ. Đi chạy ra kia đi. Chạy ra đường đầu đường kia. Cho anh nó đỡ phải cua vào nhà nữa. Đấy. Dạ. Quang cảnh buổi sáng trong mình rất yên bình. Hiện tại bây giờ mới 7:30 thôi, ăn sáng rồi. Gia đình nhà mình cứ nó vô nướng ăn sáng ở nhà, ăn chén cơm cho nó chắc bụng. Với lại bà không muốn đi ra quán ăn, chính vì vậy là mình buổi sáng mình có làm món lòng xào dưa mời bà ăn chén cơm. Đấy mà các bạn. Chưa. Tin có đôi giày đẹp thế. Kệ nó, tán lên xe rác lấy. Không sao. Lên xe nào. Đưa anh gặp cái ghế. Ghế xuống. Ghế đằng sau đó. Đây, gặp cái ghế nó xuống trong thoải mái. Bên chị Hạnh cũng vậy. Anh ngồi trên. Em đi đi. Sao mẹ đi, sao mẹ buồn. Rồi đi ra ngoài kia chờ bác Thành. Ra ngoài chỗ bác Ngọc Anh á. Được không? Đi ra đầu đường con. Chứ bác Anh ở xa mà. Bác Ngọc Anh ở xa đâu có lên đó được. Đấy, bà ngoại hồi hộp không? Chị Hạnh lần này à, đốc chị Hạnh về quê nhiều lần rồi mà nhỉ? Có bà ngoại lần này đi xa bằng ô tô. Đi máy bay chớp nhoáng đúng không? Hello. Bác Sơn xây nhà cho nhà mình đó con. Em khóa cửa cẩn thận nha em. Khóa trước khóa sau được vào không? Chúng ta đi ra con đường Nguyễn Văn Linh. Ôi sao mát. Em đi sớm thế nữa đẹp nhỉ. Sớm thì được, trời nó mát lắm. 6 giờ đi nhỉ. 6 giờ đi là nó đẹp luôn đấy. Cô đã đến sợ với em sáng sáng lên lắm, lấy đến mọi người. Nghỉ với lại thứ hai là đi mình vừa có thời gian mình nghỉ được. Đấy mẹ con tí là đi vội vang đi ngay hãng lo. Dạ. Tới mốt rồi. Rồi em vừa mới ra xe ra quốc lộ đó, đang định gọi anh chạy thẳng quốc lộ luôn rồi anh cài rẽ ra luôn đấy. Mố rồi anh cài ra nhá, đang ở ngoài cỡ ở ngoài trước tới quốc lộ đấy. Để ra chỗ quốc lộ đấy, ra chỗ đèn xanh đèn đỏ cua lên đi Sài Gòn đấy. Anh chạy thẳng tới quán tạp hóa rẽ phải lên ra đó gặp. Cứ đèn xanh đèn đỏ rẽ phải là chạy thẳng Sài Gòn đó là thấy xe nhà mình thôi. Tới quán tạp hóa rẽ phải, ra đường lớn là rẽ trái. Dạ. Lý là tinh một rang sao làm nhá con. Buổi sáng thứ bảy ít người đi lại. Giờ này là họ đang đi ăn cháo lòng làm vài ly. Trời đất mát xe. Thôi mới được con trộn mát. Trời mát. Đưa đây mẹ bác. Bố đi đâu rồi? Đi chơi con. Chứ con không đi à? Đang đi chơi mà con lại hỏi. Trời nó khéo mưa ấy gì ạ? Xuống đây đắp min không mưa ấy. Bác Thanh chạy đằng sau con. Chị Hạnh không phải uống thuốc này. Nôn nao thôi đúng không? Đúng quá là chỉ hơi đau cái đâu thôi. À. Con ngồi xuống đi, con cứ lăn sang đi. Rồi, rẽ vào quốc lộ 14. Chạy một mạch xuống Đồng Xoài luôn, không rẽ đường nào. Dạ anh ơi, gần đến nữa đó. Bà bảo gần đến rồi. Xong rồi bà xuống xe, ui sao khỏe thế. Rồi tháo tao đi tiếp. Đây là chợ Cứu Rút mọi người ạ. Phía trước đó là chợ Cứu Rút đấy. Đường Phù vào chợ Cứu Rút đấy. Đây là quốc lộ 14 chạy thẳng này là đi xuống Sài Gòn, chạy ngược lại là đi ra ngoài Bắc, đi lên Buôn Mê. Anh còn những cái bến cá thôi. Nha Trang chỗ chị Hạnh thì gần nhỉ? Ừ. Còn có 100 cây. Băng lên phố. Ờ đúng rồi, băng lên phố nó có 100 cây. Nhưng mà bà ngoại đi Nha Trang chắc không đi nổi đâu, nghèo. Bắt đốt cái tăng không? Dạ. Đường này ít vòng vò mẹ. Đốt cái đắng rồi. Đường vòng vèo là đèo nhiều, vòng nhiều, cua tay áo nhiều. Trên xe bác Thành có chị Gạo đấy. Chị Gạo bọn này không hợp. Có anh Kim Tinh Bo này chắc không hợp. Mắt nó khuyết không hợp đó. Ôi con đường đẹp quá. Chúng ta đang chạy qua Cư Rút để tới thị trấn Đăk Minh. Đăk Minh sau đến Giang Nghĩa. Đăk Minh sau đến Đắk Sông, Giang Nghĩa. Cái đoạn này lúc nãy nhìn trên kia xuống chờ mình không kịp quay cho mọi người xem. Đường nó đẹp chứ, nó đẹp, nhìn từ cao xuống. Chà. Ở đặc sản và Đắk Nông nó là công an giao thông các bạn nha, đi đúng tốc độ thôi. Không lấn len nha, chứ đặc sản ở đây là mặc dù là của chính phủ là đã bỏ chốt rồi đấy, nhưng mà vẫn có đi tuần tra. Nên là chúng ta đi vào đúng tốc độ. Đặc sản của vùng Bắc Tây Nguyên đó là công an giao thông. Trời hôm nay khá là mát, nhưng mà lúc mát lúc nắng thì nói chung là vẫn được. Ô, có cầu thủ mặc áo mưa rồi kìa. Nhưng mà là trên Đắk Minh mưa. Có cầu thủ chạy xe máy mặc áo mưa ngược chiều rồi. Đắk Gành, Đắk Minh. Sẽ bị vượt em xe này Kia. Kia bọn mình hình như là xe nhà anh Lễ anh này em này, xe của anh Lễ á. Cái gì con? Cái gì đấy? Con lục cái gì của bố ấy? Con lục cái gì của bố đâu, con lục cái gì của mẹ. Của bố ấy, của mẹ. Mẹ. Em xin đừng phép. Đây này. Đây là lược của mẹ. À, lược của mẹ hả? Bên đường là hoa muồng, đẹp xưa vàng. Mùa hoa muồng. Hai Tây Ninh. Ở ngoài đi chơi may bữa trời mát đấy nhỉ. Trời này đẹp này, mát mẻ. Qua chợ Đắk Lăk. Đắk Lăk, Đắk Lăk, Đắk Lăk. đến Đắk xong rồi ra nghĩa mẹ. Rồi ra nghĩa đến Bù Giao à đến gì nhỉ? Qua thằng gì đó. Đồng chưa mới đến Đồng Xoài được. Không. À, đúng rồi, Đăk Lăk xong rồi đến thằng tự nhiên lại quên tên rồi. Hậu Covid. Bù Đăng Bù Đốp, đúng rồi, đến Bù Đăng Bù Đốp. Tự nhiên đầu óc nó quên. Chúng ta có 15 phút ngu. Cung đường cũng luôn. Đây là gọi là rừng lạnh của Đắk Sông. Cung đường nó cứ uốn lượn rồi, đẹp thật như một dải lụa mọi người. Đây là rừng lạnh Đắk Sông. Nhiệt độ ở chỗ này khá là mát luôn. Có các quán vòng xung quanh để cho xe tải, xe con rồi những người đi đường xa nằm nghỉ dừng chân này. Chỗ này mát lắm luôn. Khu rừng lạnh nha. Đường thì khá là đẹp. Mình quay cho các bạn xem đã, đẹp chưa? Hai bên đều là những cây thông lá đỏ, thông ba cạnh đấy. Thông là rừng phòng hộ của tỉnh Đắk Nông. Đi vào đây thì không khí khá là trong lành luôn. Nếu mà các bạn có dịp hãy đi qua đây, hãy ngắm nhìn bằng mắt của mình thì chúng ta sẽ thấy được cái cảnh đẹp của nó hoàn hảo hơn. Qua cái góc quay của mình thì nó sẽ không có đầy đủ được, chắc chắn là như vậy rồi. Còn các bạn đến nơi đây, các bạn dừng chân lại uống một ly cà phê dọc đường, các bạn sẽ ngắm cái cảnh ở đây thì khá là đẹp luôn. Đường thì khá là tuyệt vời. Các bạn mà đi phượt á, tôi cũng hay dừng ở chỗ này nghỉ lắm. Ui đẹp chưa mọi người này. Trời ơi, miên man đẹp chưa. Cái cảnh gì mà nó đẹp thế. Ui trời ơi, đường của nó cơ. Đẹp thật. Đoàn xe nối đuôi nhau, chỗ này không được vượt. Chúng ta qua cầu, đây là cầu 20 này. Qua cầu này sẽ có một cái trạm thu phí, là trạm cuối cùng của Đắk Nông. Đấy, cầu 20. Qua đây là chúng ta sẽ có một cái trạm thu phí nhá. Mình đang để chế độ recontrol chạy chậm để chờ Bắc Thành. Tại vì mình là vé xe tự động, FPT tự động nên là chạy nhanh lắm, còn Bắc Thành phải mua vé chứ không phải là chạy sau. Đấy, cái recontrol nó sướng như thế này đó mọi người ạ. Chẳng phải đạp phanh đạp chân gì cả. Chân thì cứ ngồi chơi này, thấy chưa? Đấy. Chân thì cứ lòng tha chơi. Là tự nó lái thôi, tự nó ga tự động thôi. Đồng tiện lợi ra phết đấy. Đi những đường như thế này thì khá là sướng luôn nhá. Chúng ta đang đi đường tránh của Gia Nghĩa. Chúng ta không vào Gia Nghĩa mà chúng ta sẽ chạy đường tránh nhá. Đường tránh Gia Nghĩa thì đường nó không được to cho lắm nhưng mà cũng khá là đẹp. Đường xá đẹp lắm. Đường tránh Gia Nghĩa. Bây giờ mà các tỉnh cũng đều làm đường tránh hết, không có đi qua thành phố nữa. Trời hôm nay cũng nhận mát thật, không nắng luôn đấy. 9 giờ 15 rồi mà vẫn không có vấn đề gì, rất là mát. Mình đã đi được 100 km rồi, hơn 100 km rồi mọi người ạ. đã đi được hơn 100 km rồi đấy. Đi từ lúc hơn 7 rưỡi. Như vậy là mình đi chưa đến 2 tiếng. Chưa đến 2 tiếng hơn 100 km, cũng đi khá là nhanh. Dừng quan vọng. Ở bên anh không mở đóng cửa à? Chị Trang xe à? Đó, anh chạy cỏ trời về đó. Không mở được điều hòa. Lát này cho bà ngoại xem đó. Bà bên này Trang say xe gì? Lát này cho bà ngoại sang bên đó để em bật điều hòa. Trông say, bà chưa say. Bà không say luôn, thì Hạnh cũng không say luôn. Mày hai anh xuống xe. Chị Trang say xe à? Đi vào nghỉ một xí đi. Và các bạn vào nghỉ ngơi. Đi em. Đi bon bon, xe ăn ít nhiên liệu thật. Từ sáng giờ chạy hơn 100 cây mà mới có vạch xăng. Vào nằm đi anh. Ơi, bên này khác à? Thì ngồi bên này. Một nửa bên này, một nửa bên này. Rồi, đấy, ta lại sang bên này. Hai bên gọi hai bên nước. Chú tưởng là một nơi. Thôi mất công, để vậy cũng được, chú nghỉ một lúc thôi. Uống dừa cho khỏe nhá, chị Trang nhá, uống dừa nhá. Uống dừa cho khỏe. Rồi, bà ngoại với đây chị ngồi bên này, uống hai bên luôn. Gạo mệt không? Gạo mệt không? Sướng nha, hai thằng này còn chưa ngủ. Đó, tao nói gạo thục dung vườn thử bánh cái nang, muối cá chém đi vào. Mày em uống nước dừa à? Uống nước dừa cho nó khỏe mày à, uống nước dừa đi. Chạy hơn 100 cây số nằm nghỉ xuống, chả thấy tí mệt nào. Mà trời hôm nay mát nhỉ. Anh Thành thì uống cà phê, mình thì uống làm quả dừa cho nó khỏe, vừa đi vừa nghỉ nó khỏe. Em Jin này, em Jin cười kìa, em Jin cười kìa. Jin là bác bóng nè. Ê, chỗ chị Trang không phải là dừa nữa, không phải là dừa sim. Hai chị em ăn dừa non, dừa này là dừa non này, dừa này dễ cạo, dừa này nó phải cạo cho em này em mới ăn được chứ. Dừa này có gì Trang là không ngọt bằng dừa này. Dạ anh uống với mẹ uống đi cho khỏe. Anh phát cho em tí mạng em mở định vị em gửi qua ngoài anh. Cánh gió, cánh quạt gió. Ôi ba cái dài chưa tin này, cánh quạt gió này. Rồi đoàn của mình lại chuẩn bị phát xuất phát cánh quạt gió. Ui thì to thật. Lại chuẩn bị xuất phát thôi. Đứng xịt vào đường con. Không. To nhỉ. Rồi mẹ ngồi bên kia. Mở rồi. Thằng Jin đấy, thằng Jin nó bấm bấm đấy. Jin đừng con. Chị Anh ngồi bên đó luôn à? Rồi không thì ngồi bên này, bên em là bật máy lạnh đấy. Đấy, cho bà với chị Hạnh sang bên này. Thì vì xe bên này chị Trang cũng xây xe nên anh Thành bỏ hạ kính. Còn bên mình bỏ kính lên cho nó mát. À quên, bỏ kính lên bật điều hòa cho nó mát. Rồi, tiếp tục nào. Rồi, Tiến lên xe đi con. Mời ra con, nó mạnh lên. Rồi, con lên xe đi. Rồi, đi nào. Xuất phát thôi. Đây đâu? Phần đuôi của nó nè. To nhỉ? Vừa to vừa dài. Chắc khoảng 20 tỷ mét. 20 tỷ mét. 20 tỷ mét. Triệu mét. Anh tin bị khùng à? 1 triệu mét à? Chắc khoảng 100 mét vậy đó. Cỡ bên dài thằng kia. Ngồi sang kia. Ngồi đâu? Ngồi sang kia. Đằng trước hả? Thì khỏi giày ra. Không cần mang giày lên đấy. Nhưng lúc nào xuống thì lại đi. Đi đi. Mẹ. Thôi chị Bông suốt ngày rủ con đi học. Cùng hành trình mình còn khoảng hơn 100 cây nữa. Chắc là phải 2 tiếng là mình tới nơi đó mọi người. Rồi mình bận. Con dừng cái đó lên cho nó mát Jin ạ. Dạ. Dừng cái cánh gió lên. Đây á? Ừ. Đúng rồi như vậy đó, để như vậy cho mát. Mẹ em thế hả? Mẹ. Có lên to không? Đi xem coi điện thoại. Đâu có. Chỉnh nó xuống dưới coi. Wow, phía trước sau. Đã qua lên phía trước xem. Tận đầu xe cái tên nào rồi. Không phải không. Wow. Phía trước bị tai nạn mọi người ạ. Tín Jin ngồi yên lặng xem tai nạn này. Tín ơi. Dạ. Bố thấy một xe con bị móp vào đây, xe 5 chỗ. Kia kìa, con nhìn kìa kìa. Có tai nạn à? Ừ. Bố hư xe luôn là bố. Chắc là hư xe luôn rồi đó. Tai nạn luôn tôm. Dừng này đang coi. Dừng sao được. Sao? Rồi. Rồi 3 xe liên hoàn luôn. Xe Nutifor này, sửa Nuti đây đâm vào xe thằng Coratit đâm thằng Honda. Cái không được. Này, quá. Ngày nào có tai nạn. Đúng ngay đoạn lên dốc mà lại tai nạn. Cái gì mà cười gì? Quay lại đi. Bố đi. Người đừng xoay. Bạn đừng xoay sắp tới đó. 2 km nữa là chúng ta sẽ tới ngã ba Đồng Xoài. Cái đó là ngã tư chứ nhỉ? Ngã tư Đồng Xoài chứ. Anh còn xe mà. Đó là ngã tư Đồng Xoài. Để phải 3,3 cây nữa. 100 mét nữa đi bên phải. Đi bên phải hay là rẽ phải vậy? Đi bên phải. Mẹ phải căn. Rất là sắp rẽ đấy. Không phải. Còn đi thẳng. Nhà đô ghé mà này đâu. Đi lên phải, sau đó rẽ phải. Nhà đô ghé mà ở đâu? Nhà đô ghé mà ở đâu? Rồi sắp rẽ đấy. Em đưa anh xem nào. Em có biết nhìn không vậy? 260 m nữa rẽ phải. Nhà đô ghé mà ở đâu? Chúng ta rẽ phải, chúng ta không xuống ngã tư Đồng Xoài. Nhà đô ghé mà ở đâu? Lối. Chúng ta sẽ đi tắt vào đường làng. Nguyễn Văn Trỗi. Đúng là đường này vô nhà chị lên. Đâu, đợt trước mình đi đường kia. 1 km nữa. Đường này vào bố. Đợt trước là mình ngã từ Đồng Xoài trở thẳng bên kia. 1 km nữa rẽ phải. Này Google sẽ chỉ cho mình con đường nhanh nhất thôi. Đường này đẹp thế nhỉ? To lắm. Sao cười vậy? Anh được giải trái. Trái phải, trái phải. Trái phải mà. Anh đi thẳng mà. Sao anh cười không? Không, anh cứ nghĩ là có thể nào. Bạn đang đi thẳng. Công nhận có cái Google Maps cũng sướng các bạn ạ, định vị qua cái là ok tới. Đây à? Cánh cửa thần kỳ ở đâu? 350m. Cánh cửa thần kỳ ở đâu? Cánh cửa thần kỳ ở đâu? Phải cánh cửa thần kỳ mới đến chỗ đâu mới gặp được Doraemon. Được chất lượng đấy. Đường 6 ok. Đó là thị xã. Thị xã Đồng Xoài. Đến cửa thần kỳ rẽ phải. Đi chậm cho bác Thành bám theo. Bác Thành ở đường sau á. Bác Thành bám được. 500m nữa rẽ phải. Rẽ phải. Rẽ phải gần được cánh cửa thần kỳ rồi. Cánh cửa thần kỳ ở đâu nữa? Đi thẳng, chưa rẽ đâu. 350m nữa mới rẽ. Lại đi thẳng. 12:10. Vậy là đi cũng nhanh lắm mọi người ạ. Đi như vậy tính ra là bao nhiêu tiếng nhỉ? Sẽ đến 5 tiếng à? Hơn 7:30 để kiếm cánh cửa thần kỳ. 5 tiếng. Tới nơi chắc là 5. Để gặp Doraemon quá. Con cũng thế quá. Với đâu bên ta quá. 4 tiếng rưỡi, gần 5 tiếng. Vậy là nhanh đấy, hơn 200 cây. Trai em quá. Giới. Mà con nghỉ mất 30 phút. Con nghỉ mất 30 phút nữa. Em đứng chờ đứng chờ các kiều để mua đồ nữa. Nếu mà không thì chỉ là 4 tiếng đến nơi. Sẽ đến 4 tiếng. Không tới 4 tiếng đến nơi, chạy quá tốc độ. À, đấy là Messi mà. Đấy là Messi. À không phải, đấy là bạn của Messi với Ronaldo. Chúng mày biết cái gì Messi với Ronaldo? Nắp tường. Phết. Hai đứa phết bọc. Bố thích gặp Doraemon, đấy là Suka, đấy lại là Nobita, đấy lại là Trai En. Trai En đúng không bố? Đấy là Trai En đúng bố. Bố thích Trai En. Con thích Doraemon, con thích Nobita. Con thích đồ. Bố muốn gặp Trai En không bố? Trai En hơi bị áo ấy nhờ. Bố muốn gặp Trai En không? Có gặp Trai En. Con thích gặp Doraemon. Trai. Wow. Sau hơn 4 tiếng chạy xe không thấy đau lưng mỏi gối gì. Mình rất thích những cái chuyến đi tôi như thế này. Đi chơi sảng khoái lắm. Mình đã tới nhà chị Lê rồi, mời các bạn vào nhà. Anh nói là nhà anh có mấy con rùa ở đâu rồi, cái con rùa anh nhốt đâu rồi. Ý, chim nè. Con này là chích chòe. Anh chỉ rộng lắm. Đây là gọi là thị xã Đồng Xoài nhá mọi người nhá. Thị xã Đồng Xoài. Đến chưa kịp ngồi nóng mông đã được ăn rồi. Đi cũng nhanh nhỉ. Cả nghỉ cả đồ có 4 tiếng rưỡi, nhanh ấy. Với lại đường nó đẹp. Đường nó đẹp. Đi Nha Trang thì đường nó vòng vèo, nó khó đi hơn. Rồi let's go ăn cơm. Rồi, ngồi lại. Ngồi lại thối uống nhé, khỏi uống nhé. Để thấy là khỏi uống nhé. Áo hẳn trong mắt tôi lắm thời gian muốn là mất. Dày. Ôi chị Lê siêng lắm, cái gì cũng làm được đấy. Có món là lòng heo ngon quá. Để bảo anh Cường làm xì rượu. Anh Thành của chị đây, cho chị Thành này. Rồi mình mời các bạn ăn cơm. Sau khi gia đình chúng tôi ăn sáng xong thì anh em bắt đầu đi tìm một quán cà phê nào đó đẹp của thành phố Đồng Xoài. Uống cà phê nói chuyện mọi người nhá. À xin lỗi các bạn, Đồng Xoài thì là lên thành phố rồi. Nhưng hôm qua mình nói là thị xã thì nó là lên thành phố được khoảng vài năm nay rồi các bạn ạ. Mình cứ tưởng là đang còn là thị xã nhưng nó là lên thành phố Đồng Xoài rồi mọi người nhé. Hôm qua về nhà anh thì ăn uống no say, rượu bia cả ngày. Sáng nay ăn sáng xong rồi bắt đầu ta đi chơi vật vờ cà phê mọi người. Đường của thành phố Đồng Xoài thì khá là đẹp, to. Nhưng về phát triển kinh tế thì nó không bằng ở trên Buôn Mê được. Ở dưới này thì nó sinh sau đẻ mụn nên chính vì vậy là nó quy hoạch được con đường khá là to. Còn trên Buôn Mê thì nó phát triển lâu rồi, chính vì vậy là cái vấn đề giải tỏa mặt bằng để làm con đường to là rất là khó luôn, không thể bằng dưới này được. Nhưng về phát triển kinh tế thì Buôn Mê nó phát triển khá. Ở đây vẫn còn nhiều đất lắm các bạn. Đầu tư ồ, mất điện hay sao mà lại đèn xanh đèn đỏ không có thế kia. Đấy. Cường mới sáng là đã Hiếu đi kiếm được mấy lâu rồi đó. Giờ tới phải. Giờ tới phải là về đường về nhà chị Lê luôn đấy. Đợt trước là mình đi đường giờ tới phải này. Đây là ngã tư chứ. Ngã tư Đồng Xoài. Đi ra mà ấy là có rồi đó. Đúng là nếu mà giờ tới phải là ra đến đây luôn. Lát nó chạy rồi đi ăn cơm gà nhỉ. Thì đi dọc đường ăn cơm gà chưa? Chứ biết. Chạy một lúc nữa. Chia tay anh chị về với núi rừng Tây Nguyên. Em về với núi rừng Tây Nguyên đây. Tạm biệt. Sáng cà phê, trời mưa to, bây giờ uống cà phê đi về. 11 rưỡi rồi, anh đoàn mình lại chuẩn bị xuất phát lên đường. Let's go mày các bạn. Rồi lên xe. Mày các bạn lên xe ta về nha. Đưa đây cho mẹ nào. Tạm biệt, em đi đây. Xuất phát thôi, lên đường. Đây thằng nhỏ hả? Thằng nhỏ đốt ta. Thằng nhỏ có bố đốt ta. Đây, cho con trai mượn đây. Sướng không? Đồng Xoài mưa to. Chơi vậy là vui rồi, vợ hè. Đấy, gia đình nhà mình thích không? Xe 7 chỗ rộng rãi, đi rất là sảng khoái. Ăn ít nhiên liệu. Ăn quá ít nhiên liệu luôn. Mình nói thật chứ chỉ mong cho cầu, mong cho có sức khỏe, kèm theo vừa làm vừa chơi vừa hưởng thụ mọi người nha. Chứ nhiều người là làm nhiều tiền lắm không dám chơi đâu. Dạ hưởng thụ đi. Uống hết một lần luôn, không có cầm để mẹ vứt. Nếu như về đến Gia Nghĩa mà nó không bị mưa thì chúng đoàn của mình sẽ ghé vào Tà Đùng chơi, có thể ở một đêm, sáng mai về. Và nếu mà về Gia Nghĩa mà mưa thì chúng ta sẽ về luôn, tại vì vào Tà Đùng nó phải là chờ thấy tiết nó quang đẹp thì chúng ta mới vào. Chứ nếu không là chúng ta sẽ đi về luôn. Mời các bạn về luôn. Vậy nhỉ? Thấy chị Trang là có vẻ là thôi, mệt rồi đúng không? Về luôn đi. Chị Trang cũng đã lại say xe rồi đó. Hết luôn đi. Hết luôn cho nó khỏe con. Đi lên. Uống hết đi con, uống nước yến mà. Nước yến uống nhanh mà. Ừ. Mấy chục ngàn một hộp đó. Đưa em. Em thì cái gì cũng đớp. Đoàn của mình đã vào đến quán cơm. Đấy, mình rất thích cái ăn quán này, ăn ở đây 2-3 lần rồi. Có món ruốc này, mắm ruốc chấm cà, ăn đi luôn. Mình nhớ ngoài ăn 1-2 lần đâu, chạy qua vẫn phải vào đây để ăn lại, rất là ngon. Ôi ngược thì lắm. Đấy. Quán khá là sạch sẽ nha, ăn thì cũng hợp lý thôi, không có đắt lắm đâu. À, có cái mắm ruốc này. Mắm này chấm cà ăn sướng lắm. Ruốc khóc quẹt, ngầm khóc quẹt nha. Thơm ngon. Canh cá lóc, mực xào thập cẩm, bí, bọt bí xào, còn cá lóc kho tô, còn cá lóc kho tô với lại thịt gà nữa. Rồi mẹ ăn đi mẹ. Rồi vô luôn. Cái này rất là nóng luôn. Rồi em có bầy dứa đó, bỏ dứa vào. Quá hoành tráng luôn. Ui giời. Mời các bạn nha, ăn thôi. Tin ơi gà này, mẹ lấy gà cho con này. Mọi người thấy cái đồng hồ km của số xe mình đẹp không? 41.1111 à, vừa mới chọn đến số 2. Đấy, mình đã về tới Bù Đăng rồi. Chắc có lẽ mưa các bạn ạ, trên đường đi mưa nhiều lắm. Chính vì vậy là chắc có lẽ là sẽ không vào được Tà Đùng các bạn ạ. Hẹn các bạn là một dịp khác để chúng ta đi Tà Đùng mọi người nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chạy xe về nhà để kết thúc cái chuyến tour đi Bình Phước, gần 500 km của gia đình nhà mình các bạn. Đó. Vừa đi vừa xem phim. Mình cứ thích vừa đi vừa xem phim thế này. Những cái bộ phim ngày xưa của mình ấy, của Việt Nam ấy. Xem rất là hay luôn. Đấy, trời âm u các bạn thấy chưa? Trời nó âm u. Đã đi về thôi các bạn ơi. Hello mọi người. Sau nhiều tiếng lái xe, gia đình nhà mình đã trở về với ngôi nhà yêu thương nhá. Không đâu bằng nhà mình mọi người ạ. Đi quay clip cho mọi người xem và đi du lịch luôn. Thì hiện tại là gia đình nhà mình đã về tới nhà. Khung cảnh do mưa quá, đi trên đường mưa ầm ầm, mưa kinh thật. Xpander Cross, bạn đồng hành của những người ít tiền, đi vẫn rất là ok, ngon lành. Mình chưa tắt máy, máy êm ru, mọi người thấy không? Chẳng nghe luôn tiếng máy luôn. Đấy, cuộc hành trình đã kết thúc. Đấy, mọi người thấy chưa, xe khá là bền nhưng mà nó vẫn bảo đảm tốt, hơn 40.000 cây vẫn ok. Let's go. Bây giờ mình vào tắm rửa thôi các bạn ạ. Mai cho em đi rửa xe. Cái video về tour chuyến đi phượt Đắk Lắk, Bình Phước gần 500 cây của mình cũng xin kết thúc tại đây các bạn nhé. Cùng với em Xpander Cross. Ok, tạm biệt mọi người. Rất là đá luôn này, vẫn đáp ứng được mọi nhu cầu. Rồi, tạm biệt mọi người.